Chào mừng quý vị đang đến với kênh Spark Money của công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam. Hôm nay thì Mira sẽ mang đến cho quý vị những thông tin rất là hữu ích. Chính vì thế hãy theo dõi hết video này nhé. Và thông tin đó chính là chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, hoàn tiền tận tay mở ngay tài khoản. Và theo đó thì công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam sẽ hoàn trả 100% phí giao dịch lên đến 1 triệu đồng cho những tài khoản mở mới và lần đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình. Và cụ thể hơn thì chương trình hoàn tiền tận tay mở ngay tài khoản sẽ diễn ra liên tục trong vòng 3 tháng, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Và với những khách hàng mở tài khoản mới và lần đầu tiên tại công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam sẽ được ưu đãi hoàn trả 100% phí giao dịch lên đến 1 triệu đồng. Hấp dẫn quá đúng không quý vị? Và để giúp quý vị chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chương trình này thì Mira cũng sẽ có 4 lưu ý về điều kiện tham gia chương trình nhé. Điều kiện đầu tiên đó chính là chương trình này áp dụng với những khách hàng mở tài khoản mới và lần đầu tiên tại công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam và phải đúng trong thời gian từ 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Điều kiện thứ hai đó chính là phí giao dịch chỉ áp dụng với những phí phát sinh tại thị trường chứng khoán cơ sở và không áp dụng với thị trường chứng khoán phái sinh nhé. Và điều kiện tiếp theo là phí hoàn trả lại tối đa là 1 triệu đồng cho một khách hàng và công ty sẽ hoàn trả trực tiếp thông qua tài khoản chứng khoán của khách hàng trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc chương trình là ngày 30 tháng 6 năm 2021. Và điều kiện cuối cùng là điều kiện thứ tư, đó là phí hoàn trả sẽ không bao gồm những loại phí mà khách hàng phải trả cho sở giao dịch chứng khoán. Bốn điều kiện rất là đơn giản đúng không quý vị? Và Mira cũng xin được nhắc lại một lần nữa để quý vị có thể nắm rõ chương trình này nhé. Là chương trình hoàn tiền tận tay mở ngay tài khoản diễn ra liên tục 3 tháng từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Áp dụng với khách hàng chúng ta mở tài khoản mới và lần đầu tiên tại công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam. Và phí giao dịch hoàn trả lại chỉ áp dụng với những phí phát sinh tại thị trường chứng khoán cơ sở, không áp dụng với những phí giao dịch phát sinh tại thị trường chứng khoán phái sinh. Và như vậy thì quý vị có thể thấy là chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Vậy thì ngay bây giờ tại sao chúng ta không đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam? Để thứ nhất là chúng ta có thể đón đầu được cơ hội đầu tư từ thị trường nè. Thứ hai là chúng ta có thể tham gia được chương trình ưu đãi với phí hoàn trả cực kỳ hấp dẫn như thế này. Và nhân tiện đây thì Mira cũng xin hướng dẫn đến cho quý vị một cách thức giúp quý vị có thể đăng ký mở tài khoản tại công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Đó chính là hình thức đăng ký mở tài khoản online thông qua ứng dụng giao dịch chứng khoán bằng điện thoại, ứng dụng My Access của công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam. Và để thực hiện đăng ký mở tài khoản online thông qua ứng dụng My Access thì chúng ta chỉ cần thực hiện thông qua 6 bước cực kỳ đơn giản sau đây. Bước đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ phải tải ứng dụng My Access về đúng không nào? Thì quý vị chỉ cần tải thông qua Apple Store hoặc là Google Play của điện thoại mình là có thể tải ứng dụng này về một cách đơn giản rồi. Bước thứ hai, quý vị mở ứng dụng My Access lên và vào phần đăng ký mở tài khoản online và chúng ta bắt đầu đăng ký thông tin cơ bản. Tại bước này thì quý vị vui lòng điền đầy đủ tất cả thông tin cá nhân được yêu cầu. Quý vị nhớ là điền đầy đủ thông tin nhé. Sau khi mà chúng ta điền đầy đủ rồi, chúng ta sẽ đi đến với bước thứ 3 là bước đăng ký dịch vụ tiện ích. Tại đây thì quý vị chúng ta vui lòng đăng ký loại hình kênh giao dịch nè, loại hình tài khoản giao dịch nè, loại hình sản phẩm. Và sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ đi đến với bước thứ 4. Bước này là bước xác nhận căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân và xác nhận khuôn mặt của mình. Riêng với phần xác nhận căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân thì quý vị chúng ta có thể sử dụng camera có trên thiết bị. Nếu như thiết bị đã có thì chúng ta sẽ chụp hình chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Hoặc là đơn giản hơn, quý vị có thể tải trực tiếp những hình ảnh căn cước công dân và chứng minh nhân dân mà quý vị đã chụp trước đó rồi lên trên hệ thống một cách nhanh chóng. Và lưu ý là nếu như mà chúng ta chụp hình căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân á thì phải chụp tránh bị bóng, tránh bị mờ để giúp cho hình ảnh rõ nét nè, giúp cho hệ thống có thể xác nhận một cách chính xác nhất cũng như là trích xuất thông tin chính xác nhất nha. Và bên cạnh đó, về vấn đề xác nhận khuôn mặt của mình thì quý vị nhanh nhất có thể sử dụng camera nếu trên thiết bị có để có thể xác nhận khuôn mặt của mình. Hoặc quý vị có thể tải những hình ảnh hoặc là video gương mặt của mình lên để lên hệ thống có thể xác nhận gương mặt của mình. Như thế là chúng ta có thể hoàn thành bước này rồi và chúng ta đi sang bước số 5. Và bước số 5 là bước có tên bổ sung thông tin cá nhân.
Tại đây thì rất là đơn giản, hệ thống sẽ trích xuất những thông tin cá nhân đã thu thập được của quý vị từ các bước trên. Và lúc này quý vị vui lòng hãy kiểm tra thông tin lại một lần nữa, xem thông tin cá nhân của mình đã đầy đủ và chính xác chưa. Nếu chưa thì vui lòng điều chỉnh và bổ sung cho nó hoàn thiện nhất nhé. Và sau khi mà chúng ta hoàn thiện được thông tin rồi thì chúng ta chỉ cần đi đến bước cuối cùng, bước số 6, đó chính là nhập mã OTP. Lúc này thì hệ thống sẽ gửi mã OTP thông qua số điện thoại và email mà quý vị đã đăng ký trước đó. Thì quý vị chỉ cần nhập mã OTP, nhấn vào nút xác nhận. Và sau khi mà quý vị hoàn thành 6 bước rất là đơn giản trên, thì sau ít phút hệ thống sẽ gửi email đến cho quý vị về việc mở tài khoản thành công, cũng như là gửi email thông tin đăng nhập để quý vị có thể đăng nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến. Như vậy là quý vị có thể nạp tiền vào và giao dịch trong ngày một cách nhanh chóng. Và như vậy là quý vị đã hoàn thành được các bước để có thể mở tài khoản online tại công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam rồi đúng không nào? Và thưa quý vị, ngoài cái cách mà Mira vừa hướng dẫn quý vị thì quý vị cũng có thể đến ngay các phòng giao dịch của công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam để được hỗ trợ tư vấn và mở tài khoản giao dịch nhé. Và hiện tại thì công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam có đến 9 phòng giao dịch tại các thành phố lớn trên cả nước, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội. Ngoài ra thì để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website www.markvn.com hoặc có thể gọi đến số hotline 1800 6277 để được hỗ trợ tư vấn nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi video ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên like và subscribe kênh YouTube Smart Money của công ty chứng khoán Mira Access Việt Nam để có thể nhận thêm những thông tin về thị trường, về cổ phiếu, về thông tin đầu tư và đặc biệt là những chương trình ưu đãi cực hấp dẫn đến từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.